Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác, mưa trên sắc phượng báo mùa thu, vu lan thắng hội hoa hồng thắm, thâm ân nguồn cội nhớ không ngôi. Kính thưa quý khán giả, theo truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam thì tháng 7 hàng năm là tháng vu lan báo hiếu, nhắc nhở những người con về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và đây cũng là cơ hội để cho những người con được bày tỏ sự hiếu thảo của mình đối với hai đấng sinh thành. Và cũng tiếp nối truyền thống đó, hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại chùa Pháp Quang, Granbury, Texas để tường thuật cho quý khán giả những hình ảnh của đại lễ Vu Lan báo hiếu đang được long trọng diễn ra tại đây. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Quang âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, giúp bao người qua cơn khổ nạn. Kính thưa quý khán giả, Diễm Hương hân hạnh có cơ hội được trò chuyện với thầy. Con xin kính mời thầy gửi lời chào tới quý vị khán giả. Xin chào anh chị cũng như tất cả quý Phật tử nhân mùa Vu Lan năm nay. Dạ, kính bạch thầy, xin thầy cho chúng con được biết ý nghĩa của ngày đại lễ Vu Lan. Trong truyền thống Phật giáo thì cái ngày lễ Vu Lan nói về cái hạnh hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì Ngài có một cái năng lực rất đặc biệt về thần thông. Cho nên khi mà thấy người mẹ của mình đang bị đau khổ đọa lạc, cho nên Ngài dùng cái huệ nhãn mà thấy người mẹ của mình đang chịu khổ nơi cái loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ, ngạ có nghĩa là đói khát, là đói khát về tâm tư, nguyện vọng, mong ước gì đó mà nó chưa có đạt được. Cho nên là khi mà Ngài Mục Kiền Liên thấy người mẹ đau khổ như vậy, thì cái lòng hiếu của Ngài đó, khi mà đi khất thực có được một bát cơm dâng đến cho mẹ, thì người mẹ vì cái tâm bõng sẻn nó cũng vẫn còn, cho nên cái tay, một tay thì bốc cơm ăn, một tay thì che cái bát cơm lại, sợ loài quỷ kế bên nó giành giật của mình. Vì cái tâm bõng sẻn nó còn, cho nên là khi mà ăn vào nó hóa thành lửa ăn không được. Trong cái dịp này, nhất là cái dịp chư tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm cho được thanh tịnh, và đồng thời Ngài Mục Kiền Liên nhờ Đức Phật chỉ dạy cho cái pháp nào để có thể cứu giúp được cho mẹ của mình thoát khỏi cảnh ngạ quỷ hay không. Thì nhờ đó Đức Phật mới nói về cái pháp cứu tế. Tế có nghĩa là ban phát, là cứu giúp. Tức là nói khi chúng ta có những cái đồ ăn, vật thực mà mình có dư, thì mình cũng có thể ban phát cho những người cần đến nó. Dạ, mưa Phật, bạch thầy, là những người Phật tử tại gia thì làm như thế nào để chúng con có thể đền ơn cha mẹ một cách rốt ráo trong ngày lễ Vu Lan thưa thầy? Có cha mẹ mới có cho chúng ta thân hình này. Nếu mà không có cha mẹ thì làm sao mình có cái thân này? Mình phải biết quý trọng cái ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và tạo dựng cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp. Dựng vợ gả chồng là muốn cho con của mình nó được hạnh phúc nó như thế. Thì mong rằng tất cả những người làm con thì nhân ngày này cũng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, để mà báo đáp phần nào cho cái thâm tình mẫu tử. Từ đây trở đi mà tất cả mọi người có cái hạnh hiếu từ phụng dưỡng cha mẹ về vật chất cũng như tinh thần, tất cả mọi người được theo lời Phật dạy mà được sống trong cái hạnh hiếu từ, đó là cái điều mong mỏi nhất của người con đối với cha mẹ. Và mong rằng mọi người hiểu được cái ý nghĩa lễ Vu Lan này, thì làm cho cái thân tâm của mình
an ổn hơn. Và một lời thăm viếng cha mẹ cũng là một cái niềm an ủi cho cha mẹ khi lớn tuổi. Thì đó là như vậy. Và đồng thời tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả mọi người được sống trong mùa hiếu hạnh nhân dịp Vu Lan. Cảm ơn. Như bầu trời thiếu ánh sao đêm, mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu. Ngày đầu tháng bảy, ngày thập phương chư Phật hoan hỷ, tăng chúng tự tử sau ba tháng tuất niệm thân tập, tập phất điện cho chúng sinh trong ba cõi bốn loại. Ngày rằm theo truyền thống dân tộc và đạo Phật Việt, ngày xá tội hôn nhân đúng thắm tình thâm nghĩa trọng, hộ tương song chiếu giữa người sống và người quá già. Công đồng Phật tử chúng ta cử hành lễ hội Vu Lan báo hiếu, bày tỏ lòng hiếu kính. Thưa quý khán giả, đứng bên cạnh Diễm Hương là anh Phong, anh là huynh trưởng của gia đình Phật tử Pháp Quang. Dạ, xin cảm ơn chị và xin kính chào tất cả quý vị khán giả Đài TV. Dạ, chúng tôi tên là Đoàn Thanh Phong và hiện nay là huynh trưởng ở tại chùa Pháp Quang, tại gia đình Phật tử Pháp Quang. Dạ, và chúng tôi đã đến đây sinh hoạt cũng hơn 20 năm, giúp đỡ cho gia đình Phật tử ở tại đây. Dạ, và ở tại gia đình Pháp Quang á, thì chúng tôi hàng tuần hướng dẫn các em về hai môn Việt ngữ để các em giữ được cái nguồn gốc của người Việt, biết nói tiếng Việt với cha mẹ các em, biết hiểu tiếng Việt, đọc tiếng Việt. Và thứ nhì là về giáo lý của Đức Phật để các em hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật và áp dụng vào đời sống của các em để có thêm an lạc, hạnh phúc giữa những cái khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Các em luôn được hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh. Thì là huynh trưởng trong gia đình Phật tử, anh đã dạy các em những gì trong mùa Vu Lan báo hiếu này ạ? Dạ, cảm ơn chị. Dạ, kính thưa chị, và hàng năm là gia đình Phật tử Pháp Quang có những chương trình để hướng dẫn các em luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ, nhớ đến những gì mà cha mẹ đã cho các em bao nhiêu năm nay, nuôi nấng các em, dạy dỗ các em và trao tình thương cho các em. Thì trong mùa Vu Lan báo hiếu thì các em đã áp lại cái tình thương đó với qua những việc là luôn luôn nhớ đến việc ngoan ngoãn ở tại nhà, giúp ba mẹ làm việc, cố gắng học hành, luôn luôn làm con ngoan. Dạ, mô Phật, em cảm ơn anh. Em chúc anh lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để giúp đỡ cho các em và hướng các em đến một con đường tốt đời đẹp đạo ạ. Em xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Dạ, xin cảm ơn chị. Kính thưa đại chúng, cử hành lễ Vu Lan báo hiếu, công đồng Phật tử chúng ta chỉ có một tâm nguyện chuyển hóa, thăng hoa, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo, thành một năng lượng linh diệu cho cha mẹ hiện tiền an vui, cho phù mẫu quá vãng siêu thoát trần lao. Xin chào quý vị khán giả, đứng bên cạnh Diễm Hương là em Karen Nguyễn. Xin mời em gửi lời chào tới quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Kim Karen and con xin chào quý vị. Em đã đi chùa Pháp Quang sinh hoạt được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em đi sinh hoạt 10 năm rồi. Vậy thì em có biết ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan là gì không? Dạ, Vu Lan là ngày công ơn cha mẹ và trong mùa báo hiếu. Vậy thì trong mùa báo hiếu năm nay em đã làm được những gì để giúp đỡ cho cha mẹ mình?
Dạ thì tùy theo công sức của em thôi, em làm việc nhà hoặc là em lên hãng giúp ba rồi vậy. Em có lời nào muốn gửi gắm đến cha mẹ của mình trong dịp lễ Vu Lan năm nay? Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã giúp con lớn lên và giúp con biết phải và trái, con thương ba mẹ. Cảm ơn em. Thank you.